Đây là chương trình Thế sự thăng trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được phát vào lúc 7-9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật. Để có thể biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn, nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh sẽ mời quý vị nghe một bài bình luận của tác giả Vũ Linh với chủ đề Hạ viện Dân Chủ dãy dụa trước giờ lâm chung. Thưa quý vị, khi bài này được ra mắt quý vị vào ngày thứ Bảy 31 tháng 12 năm 2022 thì coi như Hạ viện nhiệm kỳ 2020-2022 đã chấm dứt. Và thứ Ba, ngày 3 tháng 1 năm 2023, khi tái nhóm thì Đảng Cộng Hòa đã nắm đa số. Khi đó, Hạ viện nhiệm kỳ hiện tại sẽ được hỏa táng và Hạ viện nhiệm kỳ mới sẽ xếp vào nhà kho hai vấn đề lớn mà Hạ viện nhiệm kỳ trước đã để lại là việc công khai hóa giấy thuế của ông Trump và việc Ủy ban chê xích chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp để yêu cầu Bộ truy tố ông Trump. Câu chuyện phản ánh cái tính phe đảng quái dị và thật vô lý của chính trị Mỹ hiện nay. Đã biết là sắp đến ngày mất thế đa số, những việc làm có tính phe phái lộ liễu sẽ bị phe Cộng Hòa vứt vào thùng rác ngay. Sao phe Dân Chủ lại còn cố đến gần kiệt sức để làm chuyện rùi bu, vừa mất thì giờ, vừa tốn tiền thuế của dân mà lại hoàn toàn vô ích, không có bất cứ một hậu quả cụ thể nào ngoài việc bôi bác cho có, cho bỏ ghét. Tuần này, ta sẽ bàn qua cái vô lý của phe Dân Chủ. Trước hết phải nói ngay, đây không phải là lần đầu tiên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội làm chuyện bá vơ, tào lao, mất thời giờ của họ và tốn tiền thuế của dân, và hệ quả là con số zero to tướng. Trước đây, vào đầu năm 2021, các dân biểu và thượng nghị sĩ Dân Chủ đã làm chuyện rùi bu kiểu này rồi, xin được phép nhắc qua. Vào tháng 1 năm 2021, còn 2 tuần nữa thì Tổng thống Trump sẽ trao quyền lại cho tân Tổng thống đắc cử Joe Biden. Hạ viện họp khẩn cấp, lấy biểu quyết đàn hạc Tổng thống Trump, hấp tấp gửi hồ sơ qua Thượng viện để cơ quan này mau mắn tổ chức biểu quyết lột chức Tổng thống Trump đúng một tuần trước khi ông này mãn nhiệm, đang bận rộn dọn nhà ra khỏi tòa Bạch Ốc. Cái gọi là phiên tòa đàn hạc của Hạ viện chỉ là tuồng hát bộ thô bỉ nhất lịch sử công lý thế giới. Họp khẩn cấp để kết tội mà không có điều tra gì hết, không có bằng chứng hay nhân chứng nào ngoại trừ vài anh chị phe ta được mời vào để điều trần mà thực tế chỉ là vào để tiếp hơi bôi bác, xỉ vả Trump, theo ý kiến cá nhân của họ, vẫn không bằng chứng nào. Đã vậy, những tố giác của đám nhân chứng đó lại chẳng có rốt đối chất, chẳng có luật sư nào bào chữa cho bị can, v.v. Đàn hạc bất hợp lệ đến độ, chánh thẩm tối cao pháp viện là John Roberts từ chối chủ tọa như hiến pháp quy định về đàn hạc tổng thống, trở thành bất hợp lệ hơn nữa. Việc truất phế thất bại vì không đủ túc số thượng nghị sĩ u mê muốn truất phế Trump, như cả thế giới đều đã biết trước từ khuya rồi. Cả thế giới lăn ra cười ngoại trừ mấy con vẹt. Nếu chuyện này không phải là chuyện vô đạo, ngồi xổm trên luật pháp và ngồi chồm hồm trên đầu cả công luận thì cái gì mới gọi là vô đạo đây? Tại sao lại phải làm chuyện thô bạo như vậy khi chỉ còn có một tuần nữa là ông Trump đã ra đi rồi? Câu trả lời rất giản dị là chỉ vì ông Trump bất cứ ngồi ở đâu, bất cứ lúc nào, làm gì, trong hiện tại cũng như tương lai, đều vẫn là mối đe dọa sinh tử cho sự tồn vong của Đảng Dân Chủ. Cần phải làm sao Trump bị chính thức đàn hạc và truất phế dù chỉ một ngày trước để sau này có thể dựa trên hiến pháp cấm Trump không được giữ bất cứ chức vụ nào kể cả Tổng thống. Trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa bao giờ thiên hạ được chứng kiến cảnh nguyên một đảng chính trị sợ một người đến xây sầm mặt mày như Đảng Dân Chủ đang sợ ông thần Trump vậy. Hiện nay, phe ta ra rả tố cáo Trump là một đe dọa cho thể chế Dân Chủ Mỹ. Thật ra, ông Trump là đe dọa sinh tử cho Đảng Dân Chủ, chứ không phải là đe dọa cho thể chế Dân Chủ của Mỹ. Khác rất xa. Bây giờ, phe Dân Chủ ta cũng xanh mặt nín thở trước tin ông Trump sẽ ra tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Không cản được thì phe ta sẽ đổ nợ, chết không kịp hỏa táng, lại phải ra sức tìm phao tự cứu sống.
Hai cái phao họ nghĩ có thể cứu sống được đảng Dân Chủ nói chung và cụ Biden nói riêng chính là hai chiêu võ mới nhất mà Hạ viện dưới thế đa số Dân Chủ vừa tung ra trong giờ thứ 25, hai tuần trước khi phe Dân Chủ mất thế đa số trong Thượng viện. Dưới đây ta bàn về hai chiêu võ trong tuyệt vọng này. Thứ nhất, công khai hóa giấy khai thuế của Trump. Nhắc lại Ủy ban Ngân sách Ways and Means Committee của Hạ viện đòi coi giấy thuế của ông Trump trong 6 năm qua. Ông Trump không đáp ứng, Hạ viện kiện. Trên nguyên tắc, giấy khai thuế là tài liệu tuyệt mật, sở thuế IRS phải giữ kín. Chỉ có một trường hợp duy nhất là Quốc hội có quyền đòi là khi có quyền đòi coi là khi có nhu cầu làm một luật nào đó. Lên đến tối cao pháp viện, Ủy ban Ngân sách lấy lý do cần xem giấy khai thuế của Trump để ra luật về việc kiểm tra giấy thuế của Tổng thống. Câu hỏi lộ liễu là sao không dựa trên giấy khai thuế đã có sẵn của Bush con hay Obama hoặc là Biden mà lại nhất định phải là giấy thuế của Trump mới làm luật được? Dù sao thì đây cũng là lý do chính đáng mà tối cao pháp viện đành chấp nhận bắt ông Trump phải nộp 6 năm giấy khai thuế cho ủy ban. Tuy nhiên có điều kiện rõ ràng là không được công khai hóa những giấy thuế đó. Trên nguyên tắc, kẻ này không thấy có gì phải phản đối khi Quốc hội muốn dùng giấy thuế của bất cứ ai để làm luật nào đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người đuôi mù nhất, u mê nhất cũng hiểu rõ ý đồ bất chính của Hạ viện, muốn có giấy thuế của ông Trump để đi mò tội, xem ông có khai gian gì hay không. Việc làm của Ủy ban đưa ra ánh sáng cái xảo trá lưu manh vô bờ của Đảng Dân Chủ là viện cớ làm luật để rồi biểu diễn cho cả nước thấy họ coi cả thiên hạ đều NGU ngu hết. Mắc lừa thô bạo nhất vì chẳng có luật nào được làm ra hết cho dù Dân Chủ tiếp tục nắm đa số trong Hạ viện 5.000 năm nữa. Vì thật ra, chủ đích của Ủy ban chỉ là lấy cho bằng được giấy thuế của Trump để moi rác đánh Trump thôi, giúp Biden không có gì khác, không hơn không kém. Đã vậy là còn công khai hóa giấy thuế của ông Trump nữa. Công khai hóa như vậy có liên quan gì đến nhu cầu ra luật? Việc lộ liễu không ai có thể chối cãi được là công khai hóa giấy khai thuế của ông Trump chỉ là một đòn chính trị dưới lưng quần để giúp Biden trong mùa tranh cử không hơn không kém. Đòn chính trị này bẩn thỉu đến độ, ngay cả báo loa phường chống Trump chết bỏ là Los Angeles Times cũng phải chống đối, viết bài công kích. Vũ Linh này không láo xạo đâu. Quý vị rảnh rỗi có thể đọc bài của LA ở trong trong cái website của diễn đàn trái chiều. Ủy ban có vi phạm luật gì không? Không mà cũng có luôn. Không, vì vài ngày sau khi nhận được hồ sơ thuế mấy ngàn trang của Trump, Ủy ban Ngân sách Hạ viện đưa ra ngay một dự luật đề nghị lơ mơ là cần phải siết chặt phương thức kiểm tra của sở thuế IRS. Không một người nào có thể tin Ủy ban đã có thể tìm ra được những sai phạm trong cách kiểm tra thuế trong vài ngày sau khi nhận được mấy ngàn trang khai thuế hết. Dự luật đã được viết sẵn từ cả năm trước và được đưa ra để làm ra vẻ Ủy ban đã nói thật khi xin xem giấy thuế để ra luật. Hơn nữa, chỉ là dự thảo cho có trong Ủy ban, chưa đưa ra trước Hạ viện và Thượng viện để biểu quyết và sẽ không bao giờ đưa ra, tuồng hát thô bạo và rẻ tiền nhất. Thứ hai là vấn đề có. Có vì Ủy ban đã công khai vi phạm phán quyết của tối cao pháp viện, không cho phép công khai hóa hồ sơ thuế. Rồi sao? Chúng ngồi xổm trên luật pháp từ lâu nay, đã ai làm gì được đâu. Một vài tiếng đồng hồ sau khi công khai hóa hồ sơ thuế của Trump, thì Ủy ban hạ màn, hỏa táng, hết chuyện, ai kiện và kiện ai. Vài con vẹt tị nạn hí hửng tung email ra khắp thế giới, hớn hở giao rằng thiên hạ được coi giấy thuế của Trump. Để làm gì vậy? Việc được coi hồ sơ thuế của Trump sẽ mang lại ấm no hạnh phúc gì cho gia đình của mình? Hay chỉ thỏa mãn cái tò mò, cái thù ghét Trump, muốn có dịp thấy tội gì đó của Trump và chửi Trump? Thù ghét cá nhân mù quáng như vậy có phải là thái độ nghiêm chỉnh để đánh giá người chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta và gia đình chúng ta về đủ mọi phương diện như công ăn việc làm, sức khỏe, an toàn cá nhân, an ninh cả nước hay không? Đây chỉ là những người chỉ lo đi mò cỏ dại mà không nhìn thấy cả cái vườn hoa trước mắt. Về việc Hạ viện phá luật công bố giấy thuế của một cá nhân mà không có lý do chính đáng, đúng luật sẽ mở ra tiền lệ cực kỳ nguy hiểm là các chính trị gia chỉ cần chiếm đa số trong một viện của Quốc hội là có thể toàn quyền vứt bỏ bất cứ luật lệ nào, có quyền đòi hỏi và công bố giấy khai thuế hay bất cứ tin tức cá nhân bí mật nào của đối thủ chính trị. Trong tương lai, bất cứ tổng thống, phó tổng thống, thống đốc, nghị sĩ, dân biểu, thậm chí luôn cả các thẩm phán tối cao pháp viện đều có thể là nạn nhân.
Với tất cả khía cạnh của cuộc sống cá nhân bị phơi bày ra cho cả nước thưởng lãm, ai biết được phe Cộng Hòa sẽ không tìm cách viện cớ nào đó để đòi công khai hóa giấy thuế của vợ chồng Pelosi, vợ chồng Feinstein, vợ chồng Schumer, hay giấy thuế của quý tử Hunter Biden, xem cậu làm ăn với Ukraine và Trung Cộng ra sao, lãnh được bao nhiêu tiền trả nước, chia cho bố bao nhiêu, khai những gì, có gian trá hay không. Nếu có bị đòn gậy ông đánh lưng ông thì đừng khiếu nại nhé. Bởi vậy mới nói chính trị gia, nhất là dân biểu, không bao giờ nhìn xa hơn hai nhiệm kỳ của mình. Đó là nói chuyện nguyên tắc tổng quát. Bây giờ ta nhìn vào vài con số thuế của Trump. Thưa quý vị, xin mời quý vị nhìn ở trên bảng, máy truyền hình. Phải nói ngay để chúng ta hiểu rõ đang nói gì, xin diễn giải các tiết mục trên cho rõ. Adjusted gross income là tổng lợi tức của năm trước trừ khi trừ thuế, được dùng làm căn bản để tính tỷ lệ và số tiền thuế phải đóng. Số âm có nghĩa là lỗ lãi trong năm. Tax based on income and AMT là số tiền thuế phải đóng dựa trên lợi tức và AMT trước khi khấu trừ credits. AMT, để tránh việc các đại công ty lách thuế đủ kiểu không đóng thuế gì hết, IRS bắt các công ty phải đóng thuế theo hai cách. Thứ nhất, cách tính lợi tức thực sự, rồi từ đó tính tỷ suất thuế bình thường như vừa nêu trên. Thứ hai, hoặc là đóng thuế ở mức tối thiểu bắt buộc gọi là AMT, tức là Alternative Minimum Tax. Thông thường, trong năm, các cơ sở kinh doanh ước tính thuế sẽ phải đóng cuối năm, đóng trước một phần mỗi tam cá nguyệt, rồi cuối năm tính lại. Nếu đóng thuế quá số phải đóng, sẽ được lấy về số thặng dư. Nếu thiếu, phải đóng thêm cuối năm. Nếu phải đóng quá nhiều hay tình trạng thuế quá phức tạp, thì có thể chọn đóng tối thiểu thuế AMT. Tax Credit, phần được trừ thẳng vào tiền thuế phải đóng, có rất nhiều hình thức. Credit như là credit cho số con cái hay thân nhân phải nuôi, tức là dependent, mà tất cả mọi người đều biết. Credit cho nhiều dịch vụ kinh doanh nhà nước cho phép vì muốn khuyến khích, chẳng hạn như được tax credit khi mở công ty mới, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, hay mở hãng xưởng trong một vùng bỏ hoang để phát triển kinh doanh trong vùng đó. Credit cho một số tiền thuế đã đóng trước mỗi tam cá nguyệt, rồi như vừa nêu trên, và credit bù đắp lỗ lã kinh doanh các năm trước. Cần ghi nhận hai chuyện. Thứ nhất, những người làm kinh doanh cũng như làm nghề độc lập, mỗi tam cá nguyệt phải tự nguyện đóng trước thuế lợi tức dự tính sẽ phải đóng cuối năm. Đến cuối năm sẽ tính lại, được trả lại tiền, đã đóng quá lỗ hay phải đóng thêm tùy trường hợp. Thứ hai, lỗ lã kinh doanh được khấu trừ vào lợi tức. Nếu lỗ quá nhiều, có thể chuyển cái lỗ đó qua nhiều năm sau. Vấn đề chính là phải chứng minh được cho sở thuế là có lỗ lã thật, qua những biên lai, chứng từ, v.v. Tất cả những người đã từng có sinh hoạt kinh doanh, kể cả tiểu thương như ông chủ tiệm phở ở khu Bôn Sa hay bà bán quần áo lẻ của trẻ con trong Phước Lộc Thọ đều biết, làm ăn có khi lời to, có khi lỗ nặng. Năm nào lỗ thì chẳng những khỏi đóng thuế mà còn được khấu trừ cái lỗ đó qua thuế phải đóng năm tới. Chỉ có các cụ sống bằng trợ cấp hay đi làm, có đồng lương nhất định, không bao giờ lỗ mới không biết gì về loại credit này. Final tax bill after credit là số tiền thuế cuối cùng phải đóng sau khi khấu trừ credit. Hiểu như vậy thì ta thấy, ông Trump bị lỗ kinh doanh trong những năm 2015, 2016, 2017, năm 2020. Theo báo tài chính Bloomberg, không thân thiện gì với ông Trump. Từ năm 2016 tới năm 2020, ông Trump đã mất đâu gần 2 tỷ đô tài sản vì các cơ sở kinh doanh của ông như khách sạn, casino, căn hộ bán hay cho thuê, sân golf v.v. mất khách rất nhiều. Một phần vì bị đám dân chủ tẩy chay, một phần vì bị một số kinh doanh lớn tránh quan hệ với Trump vì sợ mang tiếng liên hệ chính trị phe đảng. Tất cả những lỗ lã đều có bằng chứng của được IRS kiểm tra mỗi năm. Ông được tax credit trên tất cả 5 năm, năm 2020 chưa có dữ kiện. Truyền thông loa phường và đám vẹt tị nạn khai thác sự thiếu hiểu biết chi tiết khai thuế nên nhất tề hô hoán ông Trump có lợi tức bạc triệu mà chỉ đóng có 750 đô tiền thuế trong 2 năm 2016 và 2017. Cái gian trá thiếu lương thiện của đám này là đã không ghi cho rõ. Trong 2 năm đó, ông Trump đúng ra đã phải chịu thuế tới gần 10 triệu đô, nhưng nhờ credit nên ông chỉ đóng có 750 đô một năm. Credit đó là do khấu trừ những lỗ lã của 3 năm trước và tiền thuế ông Trump đã đóng trước trong năm rồi. Hạ viện khi công bố các con số credit tổng quát cũng đã chơi trò lập lờ đánh lận con đen khi không cho chi tiết credit để không ai biết bao nhiêu là lỗ.
từ những năm trước mang qua, bao nhiêu luật thuế ông Trump đã đóng từ trước đầu năm. Đã đóng trước từ đầu năm, chẳng hạn năm 2017, Trump đóng thuế 750 đô. Sau khi trừ credit gần 7.5 triệu, chẳng ai biết số credit đó là tiền lỗ mấy năm trước mang qua hay đó là tiền thuế Trump đã đóng trước trong năm rồi. Bí lỗi đánh Trump, phe Dân Chủ quay qua công kích IRS đã không kiểm tra kỹ giấy thuế của Trump. Thật ra, theo chính báo cáo của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, thì IRS kiểm tra chi tiết giấy thuế của Trump trong 5 năm, từ năm 2019 đến năm 2013. Xin lỗi quý vị, từ năm 2009 đến năm 2013. Trong 5 năm, từ 2014 đến năm 2018, kiểm tra những con số chính như lợi tức, chi phí và lỗ lã, rồi tái kiểm tra chi tiết lại trong 2 năm 2019 và 2020 mà chẳng một lần nào truy tố hay phạt ông Trump vì bất cứ chuyện khai gian hay trốn thuế nào. Như vậy chưa đủ sao? Dù sao thì tất cả những việc ông Trump làm chẳng có gì bất hợp pháp hay gian trá hết. Cái giấy thuế mà phe ta khua chiêng trống hơn vỡ chợ, té ra là chuyện con voi đẻ ra trứng cút. Các cụ vẹt thỏa mãn chưa? Tối nay ngủ ngon hơn không? Cũng nên ghi nhận, việc khai thuế của Trump cực kỳ phức tạp khi ông này có dính dáng vào kinh doanh của khoảng 500 công ty lớn nhỏ. Giấy khai thuế của các cụ vẹt tị nạn nhiều lắm là 5-7 trang, làm qua TurboTax dễ hơn đếm tới 3 trên đầu ngón tay, trong khi giấy khai thuế mỗi năm của ông Trump lên tới cả ngàn trang. Do đó, việc khai thuế do một trong những công ty khai thuế uy tín nhất và lớn nhất thế giới lo là công ty Mazars USA, với hơn 40.000 chuyên gia kế toán với văn phòng trên 90 quốc gia trên thế giới. Khi ông Trump khai lợi tức hay chi phí ở Indonesia chẳng hạn, Mazars sẽ có chuyên gia ngay tại Indonesia để kiểm tra. Phải nói ngay, nếu ông Trump đóng thuế ít thì đó cũng nhờ Mazars đã thông hiểu ngõ ngách của khai thuế hơn ai hết. Không ai có thể nghiêm chỉnh nói tất cả các chuyên gia uy tín của Mazars đều đã thông đồng để khai gian cho Trump. Nếu nói vậy thì chỉ là những lời tố phe đảng sản của những người thiếu hiểu biết thôi. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Quý vị trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, Suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Phương Thanh mời quý vị nghe tiếp bài bình luận của tác giả Vũ Linh với chủ đề Hạ viện Dân Chủ dãy dụa. Dãy dụa. Thế mà nó là dãy dụa trước khi mà hết chấm dứt nhiệm kỳ. Và trong phần 1 vừa qua, chúng ta đang trình bày về rõ ràng về vấn đề thuế của Tổng thống Donald Trump. Và thưa quý vị, nói đúng ra thì thật là mất thì giờ cho mình và mất tiền thuế của mình để mà nói thôi. Thực sự ai cũng hiểu chuyện đó, nhưng mà cái bọn đó như vậy thì mình đành phải nghe cho rõ ràng để mình hiểu tại sao mà tụi nó lại như vậy. Và nói chung thì các đại tập đoàn Mỹ chẳng có một cái tập đoàn nào đóng thuế đầy đủ 21% lợi tức hết. Và quý vị sẽ coi ở trên truyền hình, ở trên bảng, sẽ lấy ông Vũ Linh nói là quý vị mời quý vị coi cái bảng đóng thuế của các đại tập đoàn lớn nhất, có nên bắt tất cả các CEO đó phải đi tù hay không. Thật ra nếu mà Tổng thống Trump chỉ có sai một bằng một cái khẩy móng tay thôi thì đã chết với tụi nó rồi, chứ đừng nói chi. Mà cho nên mình thấy đọc cái tin mà thấy tức. Và thưa quý vị, tiếp là cái phần mà chê xích, truy tố Trump. Nếu quý vị muốn thấy một thí dụ cụ thể nhất về chuyện mà các cụ ta gọi là cái cày đi trước con trâu, thì quý vị chỉ cần nhìn vào các ủy ban điều tra về biến động 6 tháng 1 năm 2021 thì thấy ngay.
Bình thường trong một vụ án, cảnh sát đi điều tra trước, rồi khi có đủ bằng chứng, nhân chứng để kết tội thì sẽ mang ra tòa để kết án. Có phải vậy không? Có phải vậy không quý ông luật sư Vẹt của Houston? Nhưng đó là công lý bình thường của người bình thường, không phải công lý bốn vó lên trời của đảng quái dị dân chủ của Mỹ. Một phiên tòa để lật đổ một ông tổng thống, một chuyện cực kỳ trầm trọng với hệ quả không thể tả nổi, mà không cần điều tra, không cần bằng chứng, nhân chứng tha hồ bốc phét không đối chất, chỉ có công tố kết tội. Không có luật sư bào chữa, bồi thẩm đoàn chỉ cần bỏ phiếu biểu quyết, khỏi thắc mắc chuyện gì hết. Một bằng chứng điển hình nhất, bà thư ký Cassidy Hutchinson được truyền thông loa phường thăng chức lên phụ tá của Tổng thống Trump, ra trước Hạ viện kể chuyện Trump giằng co tay lái xe với tài xế và cận vệ, đòi đi tới Quốc hội cổ võ đám biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021. Một câu chuyện cô ta thú nhận chỉ nghe lại chứ không chứng kiến tận mắt. Dĩ nhiên vì cô thư ký đâu có bao giờ được ngồi chung xe với Tổng thống. Được ngồi cùng xe với Tổng thống, sau đó nhiều nhân viên mật vụ, lo an ninh của Tổng thống phủ nhận, lên tiếng sẵn sàng ra trước Hạ viện công khai đối chất. Hạ viện làm gì? Im re không cho đối chất. Mới đây, cô Hutchinson sợ người ta quên mất tên mình, lại nhảy ra tố cựu chánh văn phòng là ông Meadows, thường xuyên đốt tài liệu tối mật trong tòa Bạch Ốc, bằng chứng hay nhân chứng, zero. Vài con vẹt già nhảy nhổm la hoảng ngay, lời khai đáng kinh ngạc. Cái đáng kinh ngạc không phải là những lời khai của cô Hutchinson, mà là cái u mê của đám vẹt già sẵn sàng tin những chuyện tào lao vớ vẩn nhất. Như vừa trình bày phần trên, ngay sau khi xảy ra biến động ngày 6 tháng 1 năm 2021, Đảng Dân Chủ lôi ngay ông Trump ra tòa án nhăn răng Hạ viện, kết án, đàn hặc, rồi chuyển qua ông tòa Thượng viện để chốt phế, để rồi thất bại, ê chề. Sau khi thất bại thì Đảng Dân Chủ làm gì? Xin thưa, mở điều tra để tìm bằng chứng kết tội lại. Nếu đó không phải là chuyện cái cày đi trước con trâu thì là cái gì? Kết án trước, thất bại, mới điều tra để cố mò bằng chứng để kết án lại. Tin quái dị nhưng không có gì đáng ngạc nhiên vì đã từng xảy ra là chỉ còn 2 tuần nữa là mất job, Ủy ban chê xích điều tra về vụ dân biểu tình bao vây Quốc hội ủng hộ Trump ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong một báo cáo dài 154 trang, đã cố gỡ gạc, liệt kê tội trạng của ông Trump và hấp tấp chuyển hồ sơ yêu cầu Bộ Tư pháp của Biden truy tố cựu Tổng thống Trump về 4 đại tội như sau. Thứ nhất, cản trở Quốc hội thi hành phận sự, tức là kiểm phiếu bầu Tổng thống của đại cử tri đoàn. Thứ hai, âm mưu lừa gạt chính quyền liên bang. Thứ ba, ra tuyên cáo láo. Thứ tư, giúp tổ chức một cuộc nổi loạn chống chính quyền. Tội này nghiêm trọng nhất, nếu tòa án xử có tội thì bị cáo sẽ bị cấm không được giữ bất cứ chức vụ nào trong chính quyền, bất kể do bổ nhiệm hay được bầu. Việc truy tố ông Trump của Ủy ban chê xích, đúng như một nhà báo loa phường của NBC đã phải thú nhận, chỉ là đòn phép chính trị phe đảng nhằm hạ uy tín của ông Trump, hoàn toàn vô nghĩa, nhất là khi ta nhìn vào thành phần cũng như cách hành xử của các ủy ban quái dị này. Tất cả 9 thành viên đều do một mình bà chủ tịch Hạ viện Pelosi đích thân tuyển chọn, dựa trên đúng một tiêu chuẩn là chống Trump quyết liệt và đã từng bỏ phiếu đàn hạc Trump, kể cả hai dân biểu bù nhìn Cộng hòa ngồi làm cảnh là bà Liz Cheney và ông Adam Kinzinger. CNN ca tụng tính lưỡng đảng công tâm của ủy ban vì có đại diện của cả hai đảng. Cấm cười nha. Khi quý vị đọc bài này thì bà Liz Cheney và ông Kinzinger đã hết job rồi, tuy còn lãnh lương tới hết ngày thứ Bảy, 31 tháng 12 năm 2022. Tiếp đến là vấn đề zero bằng chứng, và không có FBI điều tra gì hết, cũng chẳng có công tố đặc biệt nào điều tra. Tất cả các nhân chứng cũng đều được chọn kỹ trong đám chống Trump chết bỏ. Tất cả đều không có đối chất và những người bị truy tố chẳng ai được lên tiếng hay có luật sư bào chữa. Mỹ gọi đó là Kangaroo Court, thực tế chỉ là công lý của Hitler và Mao được Đảng Dân Chủ Mỹ thực hành tại Mỹ. Từ đó tất cả mọi truy tố, mọi bằng chứng, mọi lời khai của nhân chứng, mọi biên bản, tất tần tật đều vô giá trị pháp lý vì chỉ mang tính phe đảng chính trị một chiều. Cái Tiếu Lâm không nhịn cười được là Ủy ban chê xích đã lố bịch một cách rất hoành tráng, ra chắc đòi Trump phải ra trước Ủy ban chịu hạch hỏi. Trump phớt lờ. Bây giờ ủy ban đành ngậm bồ hòn rút lại trát. Bước kế tiếp do Bộ Tư pháp của Biden quyết định truy tố ông Trump ra tòa hay không. Trên nguyên tắc, Bộ Tư pháp không thể truy tố ông Trump dựa trên những chứng cứ vô giá trị pháp lý của Hạ viện được. Tuy nhiên, chính quyền Biden đã từng chứng minh cho cả thế giới thấy họ ngồi xổm trên đầu luật pháp từ lâu rồi. Trên thực tế, yếu tố chính quyền Biden cân nhắc chỉ là những hậu quả chính trị, sao cho có lợi cho cuộc bầu cử tổng thống thôi, còn luật pháp là chuyện vớ vẩn. Ta chờ xem Bộ Tư pháp sẽ làm gì.
Việc truy tố này sẽ kích động thêm sự phân hóa chính trị Mỹ, với cử tri dân chủ chống Trump vui mừng hớn hở, trong khi khối cử tri ủng hộ Trump sẽ lên cơn điên, càng ủng hộ Trump hơn cho cuộc bầu tổng thống tới. Ở đây có một vấn đề nghiêm trọng hơn ta cần phải bàn qua. Tội nặng nhất dĩ nhiên là tội thứ tư, cũng là tội mà theo dân biểu dân chủ Jamie Raskin, thành viên của JSIC, sẽ không cho ông Trump ra chạy đua chống Biden luôn. Quá tiện, tam thập lục trước chỉ còn một chiếc này may ra cứu được Biden thôi. Tranh cử công khai, trung thực, không gian lận, coi bộ khó ăn quá. Dân biểu dân chủ Raskin của ủy ban nói chuyện huỵch tẹt ra, là ủy ban hy vọng với việc truy tố tội thứ tư này, ông Trump sẽ vĩnh viễn bị cấm, không bao giờ được giữ bất cứ chức vụ công quyền nào cho đến mãn đời. Coi vậy mà không phải vậy đâu quý vị ơi. Các loa phường MSNBC chống Trump chết bỏ cũng đã phải nhìn nhận không thực hiện được như ý muốn đâu. Kẻ này không đủ hiểu biết về hiến pháp nên không dám bàn, chỉ viết lại những ý kiến của MSNBC thôi. Đây nhé. Hiến pháp không hề ghi bất cứ một tội gì có thể cấm một người nào ra ứng cử và đắc cử tổng thống. Cho dù trong vụ này, Bộ Tư pháp truy tố ông Trump về tội khả tạo phản, vẫn chẳng cấm ông tranh cử và đắc cử làm tổng thống. Hiến pháp ghi rõ những điều kiện được ra tranh cử và đắc cử là phải sinh ra tại Mỹ và đã ở Mỹ liên tục 14 năm trước khi ra tranh cử, phải đủ 35 tuổi, chưa làm tổng thống tới 2 nhiệm kỳ, chưa bị đàn hặc và chốt phế. Khi dân biểu Raskin nói về việc cấm Trump không được giữ chức nào trong công quyền vì tội xúi dục tạo phản, thì ông ta đã dựa trên khoản 3 tu chính án 14 của Hiến pháp mà một con vẹt mau mắn viện dẫn ra cái điều ta đây biết Hiến pháp rất rành. Nhưng vấn đề là khoản 3 này ghi rất rõ trên giấy trắng mực đen đã áp dụng cho tất cả các thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang và các cử tri đoàn bầu tổng thống và phó tổng thống, cũng như tất cả các chức vụ liên bang và tiểu bang khác, nhưng lại không đề cập tới chức vụ tổng thống và phó tổng thống, có nghĩa là không áp dụng cho hai chức vụ đó. Quý vị không cần phải tin Vũ Linh đâu. Đây là quan điểm của đài TV loa phường MSNBC, không phải Fox News luôn. Xin đọc bài của MSNBC qua cái link dưới đây và quý vị chắc là không cần phải đọc bởi vì chúng ta thấy ông Vũ Linh viết đã rất rõ ràng rồi. Cái tiếng lâm chính là MSNBC kết luận việc làm của Ủy ban JSIC hoàn toàn tào lao, vô nghĩa, chẳng có một hậu quả cụ thể nào hết, chỉ khiến ông Trump ngồi rung đùi cười thôi. Việc làm của các Ủy ban Hạ viện nói riêng và của Đảng Dân Chủ nói chung khiến kẻ này nhớ lại cuộc chiến quốc cộng của chúng ta năm xưa. Chúng ta, nghĩa là đệ nhất Cộng Hòa và đệ nhị Cộng Hòa, luôn luôn thua thiệt Việt Cộng trong cuộc chiến chính trị vì chính nghĩa nửa vời, vì chúng ta không đủ khả năng gian trá mánh mung và ý chí lưu manh chơi tới cùng như Việt Cộng. Bây giờ Đảng Cộng Hòa Mỹ cũng không khác gì hai cái Cộng Hòa của miền Nam ta, không đủ khả năng gian trá và ý chí lưu manh chơi tới cùng nên luôn luôn thua phe dân chủ. Bài học chung như kẻ này đã viết nhiều lần, không phải chính nghĩa lúc nào cũng thắng, mà thực tế cuộc sống lưu manh gian trá có nhiều hy vọng thắng hơn. Bởi vậy ta mới phải đang tị nạn cộng sản ở Mỹ để ngồi chứng kiến cảnh Đảng Dân Chủ Mỹ chơi mánh không khác gì Việt Cộng. Thế mới đau. Và thưa quý vị, thật ra đọc cái bài bình luận này của tác giả Vũ Linh, mình cảm thấy mình tức quá. Tại vì những cái điều mà ông kể lại cho mình, đó là những tin tức và những điều này bình luận ra Vũ Linh đã viết rất nhiều trong vài bình luận trước kia rồi, nhưng mà bây giờ tổng kết lại trong cuối năm, trong cái lúc này, càng nghe mà càng kể ra càng bực mình. Nhưng mà thưa quý vị, hiện nay Đảng Cộng Hòa đang nắm Hạ viện, bây giờ nhưng mà cái cuộc bầu của Chủ tịch Hạ viện thì ông McCarthy đã hụt phiếu bầu đầu tiên cho Chủ tịch Hạ viện, phải bỏ phiếu vào phòng thứ hai thôi. Thưa quý vị, dân biểu Đảng Cộng Hòa California Kevin McCarthy đã không đủ được số phiếu cần thiết là 218 phiếu để trở thành người phát ngôn của Hạ viện trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, sau khi 19 dân biểu Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống lại ông. McCarthy chiếm đa số phiếu bầu của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, một số dân biểu bảo thủ đã bỏ phiếu cho dân biểu Cộng Hòa Arizona là Andy Biggs đã được và những người được đề cử khác. Dân biểu Đảng Dân Chủ là Hakeem Jeffries của New York được dân biểu Pete
Aguilar của California đề cử làm chủ tịch có nhiều phiếu bầu hơn ở vòng đầu tiên với 212 phiếu, trong khi McCarthy được 203 phiếu. 10 đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu cho Biggs và 9 phiếu bầu cho các ứng cử viên khác. McCarthy đã được các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đề cử cho vị trí lãnh đạo cao nhất vào tháng 11. Nhưng vài giờ trước khi đảng của ông nắm quyền kiểm soát Hạ viện, việc ông ấy đang cố giành đa số để được bầu làm chủ tịch. Các chủ tịch Hạ viện trước đây đã phải đối mặt với sự phản đối trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên của phiên họp để bổ nhiệm lãnh đạo cao nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên sau 100 năm một chủ tịch cần nhiều phiếu bầu để giành chiến thắng. Đảng Cộng hòa California phải đối mặt với một khối các nhà phê bình muốn thay đổi cách thức hoạt động của Hạ viện. Mặc dù ông ấy đã nhượng bộ nhiều yêu cầu của họ, nhưng vẫn thiếu số phiếu bầu cần thiết. Thay vì ăn mừng sự trở lại với đa số vào ngày đầu tiên, McCarthy và các nhà lãnh đạo GOP khác đang tìm cách đối phó với một cuộc nổi loạn công khai sẽ thể hiện sự chia rẽ và gây nghi ngờ về khả năng cai trị của họ. Trước cuộc bỏ phiếu sẽ quyết định vai trò chủ tịch của ông và cuối cùng là di sản chính trị của ông, McCarthy nói rằng ông sẽ tiếp tục chiến đấu bất kể cần bao nhiêu phiếu bầu. Ông nói, tuy tôi có kỷ lục về bài phát biểu dài nhất từng có trên sàn đấu, tôi cũng không gặp vấn đề gì khi đạt kỷ lục về số phiếu bầu nhiều nhất cho chủ tịch, McCarthy nói với các phóng viên vào sáng thứ ba như vậy. Và quý vị biết, ông McCarthy này, thực ra ông cũng nói đúng ra, chung là các cả những nghị sĩ của dân hoặc là dân biểu Cộng hòa gì đó, cái đảng Cộng hòa mình phải nói thẳng là họ không đoàn kết, và họ tức là tới giờ phút này rồi mà họ vẫn không có nhìn thấy cái gọi là cái hại trước mắt của họ. Đảng Dân Chủ thì lúc nào, tại vì nó chỉ có phá đám thôi, cho nên là nó hùa nhau nó phá đám, trong khi đảng Cộng hòa thì bây giờ là phải xây dựng, mà xây dựng mà lại không đoàn kết thì làm sao mà thành công được. Cho nên bởi vậy cho nên vấn đề nó sẽ còn dài dài từ nay cho tới năm 2024. Mỗi một ngày đều có những tin tức nóng bỏng để chúng ta có thể để coi. Mà Thuân Thanh không hy vọng gì ở cái đảng Cộng hòa này. Ông McCarthy thì ông hứa đủ chuyện hết. Ông nói là nếu mà ông làm chủ tịch Hạ viện sau khi mà Hạ viện vào tay Cộng hòa rồi thì ông sẽ điều tra cái này, điều tra cái kia, biết bao nhiêu chuyện phải làm. Trong hơn một năm qua, gần hai năm qua, khi mà Joe Biden lên nắm quyền tổng thống thì chúng ta thấy là đảng, nghĩa là bên đảng Dân Chủ họ làm nhiều điều mà vẫn là đàn áp, trù dập mà làm cho đảng Cộng hòa thê thảm te tua như vậy, mà làm rất nhiều chuyện, nghĩa là phải nói là không, trời không dung, đất không tha được. Như vậy mà đến giờ phút này vẫn còn không đoàn kết với nhau để mà có thể làm việc. Bây giờ làm sao? Nói đúng ra bây giờ Phương Thanh cũng không biết phải nói sao nữa. Tại quý vị biết sao, dĩ nhiên Đảng Dân Chủ khi mà những cái thế lực ở phía sau, mấy tên mà Đảng Dân Chủ này cũng là tiền bạc phải là được đút lót thôi, thì những thế lực ở phía sau mà muốn để mà dành, để mà cho Đảng Cộng Hòa này mới là không có thể nào làm việc gì được, nó phải mua một số các đảng viên, như là những cái như là dân biểu Cộng Hòa khác để mà không bầu cho, tức là phải làm sao cho tan nát ở trong đó ra, để cho chửi nhau, bới nhau, đánh nhau, chửi nhau rồi làm những cái chuyện mà không ra gì cả để phá Đảng Cộng Hòa thôi. Đó là nước Mỹ này thật là chán trường quá. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế Sự Thăng Trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Trở lại với chương trình Thế Sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa tu luyện cả thân lẫn tâm với 3 tiêu chuẩn chân thiện nhẫn. Đó là Pháp Luân Đại Pháp hoặc là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website falundafa.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn về pháp môn này. Quý vị cũng có thể vào YouTube bấm chủ đề những người tu luyện Pháp Luân Công đã đạt được kết quả thế nào về thân lẫn tâm của họ. Và thưa quý vị, có rất nhiều những người vì nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà khỏi được những cái bệnh nan y rất là thần kỳ, mà
mà rất nhiều người đã họ đã chia sẻ ở trên YouTube như vậy. Mà nếu quý vị có thì giờ xin mời quý vị coi. Nếu mà quý vị thắc mắc gì nữa xin gọi cho Andy số điện thoại 714-401-7373, 714-401-7373. Phương Thanh xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và tiếp nối chương trình, Phương Thanh mời quý vị nghe phần nhận định của tác giả Nguyễn Thị Bé Bảy về hồ sơ thuế của Trump, diện và điểm. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, hồ sơ thuế của ông Trump đã được Ủy ban Tài chính Hạ viện do Dân Chủ kiểm soát sắp mãn nhiệm phổ biến cho công chúng thưởng lãm như họ đã sắp xếp. Vậy hồ sơ thuế của Trump có gì lạ không em? Không có gì lạ, Trump vẫn là ngoan. Cái chữ ngoan này được mở ngoặc đóng ngoặc kép. Hồ sơ thuế của ông còn nồng hương cốm, với tay Trump là lá sen. Tuyệt vời, Trump đóng thuế đầy đủ, đúng luật. Thật là uổng phí cho công sức theo đuôi Trump và Đảng Dân Chủ và khối cánh tả đã bỏ ra trong suốt 6 năm qua. Cả tập đoàn này đã hăm he đến mẻ răng là sẽ lôi cổ Trump tống vào tù về cái tội khai gian, cái tội trốn sâu lậu thuế, và họ còn nhấn mạnh đây là một tội hình sự. Kinh khủng thật. Quả thật là kinh khủng đấy. Dưới con mắt của những người này, Trump đương nhiên phạm tội hình sự mà không cần phải qua bất cứ một phiên xử nào hết. Chỉ cần trưng dẫn cái câu không ai được đứng trên pháp luật là xong đời Trump ngay. Là Trump phạm tội lâm sàng, là Trump phạm tội lập tức. Có điều nực cười là trong khi Trump không được đứng trên pháp luật thì những người kết tội Trump cứ nhởn nhơ phây phây ngồi xổm trên pháp luật. Họ ngồi xổm một cách rất tự nhiên và thoải mái. Có thể nào họ không biết là ở nước Mỹ hay bất cứ ở quốc gia nào cũng vậy, trừ những quốc gia Cộng hòa củ chuối, Banana Republic, điều căn bản của luật pháp, một người được xem là vô tội cho đến khi có bằng chứng phạm tội. Người viết không nghĩ như vậy, bởi vì họ là những thành phần tinh hoa của nước Mỹ, là giới thượng đẳng trong xã hội Hoa Kỳ. Họ thừa biết như thế, họ thừa biết nhưng họ cứ làm vì họ nghĩ rằng the law is for thee, it's not for me. Aha, Trump không muốn cho công chúng biết hồ sơ thuế ư? Thì đó chính là cái bằng chứng phạm tội. Vì nếu không gian dối, không trốn sâu lậu thuế, không khai man tiền kiếm được, thì tại sao Trump lại giấu hồ sơ thuế như mèo giấu C trong suốt 6 năm dài? Theo những vị phán quan này, thì yếu tố Trump có nộp thuế đầy đủ hay không, nó không quan trọng. Cái mà cái ý muốn không công bố hồ sơ thuế cho công chúng biết, nó mới là quan trọng. Chỉ nội cái ý này thôi cũng đủ để làm bằng chứng Trump phạm tội một cách hiển nhiên, không thể chối cãi, không thể phủ nhận. Bất khả tư nghị. Những vị này dù là vô tình hay cố ý, hoặc là cố ý vô tình, đã biến đổi tận gốc nước Mỹ từ một quốc gia cộng hòa trở thành một cộng hòa củ chuối với luật rừng của bầy vượn lên người. Đây có phải là sự tiếp nối để hoàn tất nghị trình chuyển đổi tận gốc nước Mỹ của Đảng Dân Chủ hay không? Nói cho đúng hơn, cái nghị trình này là của Obama, xin được nhắc lại trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống vào năm 2008. Ứng cử viên Barack Hussein Obama với khẩu hiệu Change We Can Believe In đã có quyết tâm chuyển đổi tận gốc nước Mỹ, Fundamentally Transforming the United States of America. Xin trở lại hồ sơ thuế của ông Trump. Thật ra chuyện không đồng ý công bố hồ sơ thuế của ông Trump kéo dài trong 6 năm chỉ là cái diện. Cái điểm mà Trump đạt được là từ nay, hồ sơ thuế của bất cứ ai trong nhóm quyền lực thuộc Đảng Dân Chủ hoặc Rhino rồi cũng sẽ được phơi bày công khai khi cần thiết. Không phải vô cớ mà ông Trump cố tình từ chối và tìm mọi cách để trì hoãn việc công bố hồ sơ thuế của ông, cho tới khi nội vụ lên đến tối cao pháp viện với chung quyết là phải phổ biến nó, phải công khai nó ra trước mặt mọi người. Có nhiều người cho rằng ông Trump đã giơ một cái bẫy để cho Đảng Dân Chủ bước vào. Trump đã dẫn dụ họ trong 6 năm để họ hùng hục, vừa mắng chửi, vừa vu khống, vừa kết tội Trump, vừa bước vào bẫy. Và cuối cùng thì họ đã sập bẫy. Như vừa nói ở trên là kể từ nay, những nhân vật quyền lực của Đảng Dân Chủ và Rhino khi được yêu cầu sẽ không còn lý do nào để từ chối mà phải công bố hồ sơ thuế của họ cho bàng dân thiên hạ xem chơi. Lúc ấy, người dân Hoa Kỳ sẽ biết bà Nancy Pelosi và phu quân Paul Pelosi, người bị tấn công bằng búa rìu đến nỗi bể hộp sọ mà không chết, đã kiếm hàng trăm triệu đô la bằng cách nào, chẳng hạn như mua cổ phiếu dựa theo tin tức do bà Chủ tịch Hạ viện tiết lộ đúng lúc. Rồi tới Hunter Biden, con trai của Joe Biden, vị Tổng thống giỏi nhất trong năm, đã kiếm bạc triệu bằng cách nào khi làm ăn giao dịch với Trung Cộng, với Nga, với Ukraine,
vân vân, rồi chia 10% tiền kiếm được cho big guy, cho ông lớn. Và còn nhiều cách kiếm tiền khác nữa, chẳng hạn như mạnh thường quân nào đã mua tranh của Hunter Biden với giá nửa triệu một bức tranh. Chắc chắn người dân Hoa Kỳ sẽ được chứng kiến nhiều điều lý thú và rất thú vị về cái laptop Form Health của Hunter Biden được lột trần, cũng như hiện giờ chúng ta đang chứng kiến bộ hồ sơ Twitter được Elon Musk lột trần từng tập một. Cũng xin nói thêm về phán quyết của tối cao pháp viện rằng thì là hồ sơ thuế của Trump phải được công bố. Theo ý kiến của ông Alan Dershowitz, giảng sư của Đại học Luật Harvard, một đảng viên Dân Chủ, trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Newsmax vào ngày thứ Sáu 29 tháng 12 năm 2022, đã nói rằng tối cao pháp viện sẽ phải ân hận về phán quyết cho công bố hồ sơ thuế của Trump mà không có sự đồng ý của ông ấy. Lược dịch cái buổi nói chuyện của ông Alan Dershowitz. Họ giới thiệu Alan Dershowitz, một giảng sư danh dự tại trường luật Harvard và là một trong những nhân vật có thẩm quyền hàng đầu trong đất nước này về hiến pháp Hoa Kỳ. Tôi nghĩ đó là một tiền lệ khủng khiếp, rất khủng khiếp. Tối cao pháp viện đã sai, tất cả 9 thẩm phán đều sai, Alan Dershowitz nói với Newsmax vào tối thứ Sáu khi xuất hiện trên Spicer and Company với người dẫn chương trình là Lindsey Key. Tối cao pháp viện sẽ hối hận về điều này và tôi dự đoán họ sẽ đảo ngược phán quyết, giống như cách họ đã hối hận trong phán quyết về cựu Tổng thống Bill Clinton, yêu cầu một Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ phải công khai hữu thệ về cáo buộc liên hệ tình dục, khi thảo luận về sự kiên định theo đeo đuổi hồ sơ khai thuế của Trump trong 4 đến 6 năm qua của Quốc hội do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Alan Dershowitz đã hạ bớt sự kiêu căng của Đảng Dân Chủ khi nói rằng họ đã mở ra một thiên đường cho những kẻ tò mò trần trụi quan sát về cách cư xử có mục đích bè đảng của họ. Ông Dershowitz nói tiếp, đó là một cái cớ rõ ràng của ủy ban do Đảng Dân Chủ kiểm soát và giờ đây nó có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường đối với các chính trị gia trong Đảng Dân Chủ cùng với Hunter, con trai của Tổng thống Joe Biden. Ngưng trích. Kết luận, như đã nói, việc tìm mọi cách để trì hoãn không công bố hồ sơ thuế của Trump chỉ là cái diện. Cái điểm chính là từ nay về sau, hồ sơ thuế của các chính trị gia trong Đảng Dân Chủ sẽ được phơi bày cùng với hồ sơ thuế của Hunter Biden, con trai quý báu của ông Tổng thống giỏi nhất trong 50 năm, Joe Biden. Và nếu gọi đây là một cái bẫy của Trump thì có gì trở ngại không, kính thưa quý vị? Và bài viết của tôn nữ của bà Nguyễn Thị Bé Bảy đến đây đã chấm dứt rồi, nhưng mà thưa quý vị, nói đúng ra khi mà cái câu hỏi cuối cùng của tác giả Nguyễn Thị Bé Bảy hỏi là có phải là cái bẫy, nếu mà nói là cái bẫy thì có gì trở ngại không, chúng ta nhớ lại hồi mà Tổng thống Trump còn tại chức, ông đã biết bao nhiêu lần mà những người trong chống ông Trump, Đảng Dân Chủ rồi tự phóng viên cho tới tất cả mọi đều là bị bẫy của ông Trump rất nhiều. Mặc dù họ đánh phá, họ làm đủ thứ hết, nhưng mà cuối cùng họ cứ là hùng hục, họ đánh phá mà họ không cần suy nghĩ, rồi bị bao nhiêu lần vỡ mặt ra như vậy mà họ vẫn không chừa. Thật sự ra, cái ông Tổng thống Donald Trump, quý vị biết là ông ấy làm việc, mà ông làm một cái việc lớn như vậy, cái hồ sơ thuế ông làm việc bao 500 công ty rồi biết bao nhiêu tài sản của ông như vậy mà ông không khai thuế mà những cái chỗ mà những cái công ty danh tiếng, rồi nếu mà trong thời gian ông làm mà ông bị đánh phá như vậy thì đương nhiên là IRS họ phải theo những cái thế lực mà nó muốn triệt hạ ông Trump, nó phải tìm cách nó moi móc chứ. Đằng này IRS không làm gì được hết, chỉ cần một cái khẩy móng tay thôi là ông Trump đã vào tù như chơi và nó là gọi là lưu sú vạn niên rồi, không làm gì được cả. Cho nên mà Tổng thống Trump không thèm trả lời và cũng chẳng bao giờ nói tới tụi nó là tại sao ta không phải ta, tại vì vấn đề mà đâu có cần bắt buộc một tổng thống nào mà phải kê khai hồ sơ thuế, mà cho đến bây giờ quý vị thấy tối cao pháp viện đồng ý yêu cầu Tổng thống Trump phải nghĩa là phải cho lộ cái hồ sơ thuế đó ra mà không được phổ biến, mà nó vẫn phổ biến như thường, làm sao nó ngồi xổm trên pháp luật mà. Nhưng mà có điều cái là bây giờ tụi nó mới vỡ mặt ra mà không biết xấu hổ. Thực sự nếu mà như vậy thì mình đâm đầu xuống hố mình chết cho rồi, tại vì quá nhục nhã cho cả một cái Đảng Dân Chủ, từ tổng thống cho tới chủ tịch hạ viện, cho tới tất cả những thành phần dân chủ mà hiện nay cứ đeo bám với Tổng thống Trump như là đỉa bám vậy đó, rồi triệt hạ, rồi trù dập, rồi phá phách, rồi làm đủ mọi thứ chuyện hết. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ông Trump ông ấy đâu có phải là
Nghĩa là đâu có phải là một người mà để mà dễ dàng như vậy. Tại vì hiến pháp trói buộc, tại vì là một người tôn trọng hiến pháp, tất cả mọi chuyện. Chứ còn nếu mà thực sự mà để mà thả dàn ra mà ấy, đấu coi, làm sao mà họ đấu được. Dùng tiền bạc, có thể tiền bạc là một chuyện, nhưng mà tại vì hiến pháp của Mỹ, phải nếu mà nói như Tổng thống Trump chỉ có một thời gian là 4 năm, hoặc là nếu mà 4 năm nữa thì chỉ có 8 năm thôi. Chứ còn nếu ở trong các nước độc tài thì làm sao tụi nó dám làm mấy cái chuyện này. Hiện nay Đảng Dân Chủ xử sự và có những hành xử giống hệt như các nước độc tài, các nước cộng sản, không sai một chút nào khi mà triệt hạ đối lập như vậy. Và vẫn một câu nói Phương Thanh mới nói là những con chim sẻ không thể nào biết được đường bay của đại bàng. Tổng thống Trump là con đại bàng to tứ như vậy, những con chim sẻ chỉ có tức chết thôi. Và thưa quý vị, bài viết vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị bấm vào nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt.